Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Carens nhé, dòng xe MPV 7 chỗ cực kỳ đa dụng của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9 của năm 2023 rồi, em xin phép được gửi tới anh em cái chính sách giá bán tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 9 này, cũng như là gửi tới cho anh em cái tổng lăn bánh chi tiết nhất để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Kia Carens này có thể nắm được. Với dòng xe Kia Carens thì có rất nhiều phiên bản cho anh em lựa chọn. Nó bao gồm phiên bản Kia Carens 1.4 máy dầu Signature, phiên bản 1.4 Turbo Premium, phiên bản máy xăng thì sẽ là 1.5 Luxury, 1.5 EVT. Cũng như là cái bản cuối cùng là cái bản MT Dynac, thì hiện tại cái bản này bên em chưa có kế hoạch nhập về, thì cái bản này em sẽ không chia sẻ anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Carens 1.5 động cơ máy xăng số tự động. Bản này thì đang có mức giá là 629 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm sâu về tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lăn cốp anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 675 triệu. Trả góp thì đang là 155 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 672 triệu. Trả góp thì đang là 148 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 661 triệu. Trả góp thì đang là 130 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Với cái bản Kia Carens 1.5G động cơ máy xăng số tự động này thì bên em đang sẵn xe một xe màu đen có thể giao ngay cho anh em được ở cái thời điểm giữa tháng 9 này anh em nhé. Còn các màu khác thì anh em đặt xe thì sẽ cuối tháng 9 này thì xe sẽ về anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Kia Carens 1.5 động cơ máy xăng phiên bản Luxury. Bản này đang có mức giá là 659 triệu. Hiện tại đại lý bên em thì cũng đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lăn cốp nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 708 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 704 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 693 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu. Đó, cái bản 1.5 Luxury này thì hiện tại bên em đang cũng rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay. Và cái phiên bản này thì cái chính sách giá bán vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba. Đó là cái bản 1.4 Turbo Premium. Bản này thì đang có mức giá là 725 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang sẵn xe màu trắng và một xe màu xanh giao ngay cho anh em được. Còn các màu khác thì anh em cũng sẽ phải ký chờ thôi. Anh em cảm thấy mà thích lấy hai cái màu này thì có thể gọi điện cho em để em giữ lốt xe cũng như là gửi cái tiến độ về để xe nó sẽ chi tiết nhất anh em nhé. Bản này thì đang có mức giá là 725 triệu với cái chính sách giảm trực tiếp tiền mặt và tặng quà tặng cơ bản. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 780 triệu, trả góp thì đang là 184 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 773 triệu, trả góp thì đang là 176 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 764 triệu, trả góp thì đang là 158 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi.
Đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Mức lãi suất năm đầu tiên đâu đó vào khoảng 0.8% của một tháng, các năm tiếp theo vào khoảng 1% của một tháng anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Kia Carens 1.4 Turbo Signature. Bản này đang có mức giá là 769 triệu. Hiện tại bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 821 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 815 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 805 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Với cái bản Signature 7 chỗ này thì thực sự là bên em cũng đang một số xe là dự kiến là 15 tháng 9 này sẽ về. Sẵn thì không có nhưng mà dự kiến về là đang có rồi. Nên là anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết cho anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5, đó là cái bản máy dầu 1.5D Signature. Bản này đang có mức giá là 859 triệu. Sau khi trừ trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu cho anh em ở cái thời điểm giữa tháng 9 này thì cái mức ưu đãi trừ tiền mặt này, tặng bảo hiểm phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá. Anh em cần chuẩn bị cho em là 899 triệu. Trả góp thì đang là 198 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 890 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 882 triệu, trả góp thì đang là 171 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Carens ở cái thời điểm ngày 11 tháng 9 của năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.